Việt Nam nộp công hàm phản đối Trung Quốc lên UN, cuộc chiến chưa có hồi kết. Trong công hàm mới nhất gửi Liên Hợp Quốc UN vào ngày 30 tháng 3, Việt Nam đã chính thức lên tiếng bác bỏ những đòi hỏi về chủ quyền mà Malaysia và Trung Quốc đã nộp lên UN vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 và ngày 23 tháng 3 năm 2020. Coi đây là các vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Đây là bước đi được đánh giá là quan trọng và cần thiết đối với Việt Nam nếu Hà Nội không muốn mất đòi hỏi về chủ quyền trước Trung Quốc. Nước đang đòi hỏi đến gần 90% diện tích Biển Đông với đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển. Nhận xét về hành động mới của Hà Nội, giáo sư Carter thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói với Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc đòi hỏi tất cả những thứ và đưa về năm số 0, toàn bộ Biển Đông phải thuộc về họ theo chủ quyền lịch sử, và Trung Quốc sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Điểm đáng chú ý trong việc Việt Nam nộp công hàm phản đối Trung Quốc là để chặn Trung Quốc, vì nếu họ im lặng trên trường quốc tế, thì theo luật quốc tế, điều này đôi khi có thể coi là họ chấp thuận những đòi hỏi của Trung Quốc. Cuộc chiến chưa có hồi kết trước UN. Theo giáo sư Carter, việc Việt Nam nộp công hàm phản đối lần này là sự tiếp tục của những gì đã diễn ra từ năm 2009, khi các quốc gia đến hạn phải nộp hồ sơ lên Ủy ban về giới hạn thềm lục địa của UN. Vào thời điểm đó, Việt Nam và Malaysia đã nộp chung hồ sơ lên Ủy ban này, nhưng sau đó Trung Quốc đã chính thức lên tiếng phản đối trước UN. Cuộc chiến vì vậy vẫn chưa dừng lại, và đến tháng 12 năm 2019, Malaysia tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký lên UN để xin công nhận phần thềm lục địa mở rộng của nước này nằm ở khu vực phía Bắc Biển Đông, chồng lấn với các vùng đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam và cả Philippines. Ngay sau đó, Trung Quốc đã gửi công hàm lên Tổng thư ký UN Antonio Guterres yêu cầu UN không xem xét đề nghị của Malaysia vì cho rằng đòi hỏi này vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời khẳng định chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của nước này đối với các đảo ở Biển Đông. Vào ngày 6 tháng 3, Philippines đã gửi công hàm lên UN bác bỏ những đòi hỏi của cả Malaysia và Trung Quốc, đồng thời viện dẫn phán quyết của tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc vào hồi năm 2016. Theo phán quyết của tòa, tất cả các thực thể ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước không thể được coi là đảo và do đó không có vùng đặc quyền kinh tế. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết này. Trong công hàm của mình, Việt Nam đã viện dẫn phán quyết của tòa, đồng ý với những gì được đưa ra trong phán quyết, đồng thời bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa trong công hàm. Đây là quần đảo đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Công hàm có đoạn viết, Việt Nam khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các nhóm đảo tại Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không có đường cơ sở vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng, công văn viết. Trung Quốc là nước đòi hỏi các thực thể ở khu vực Biển Đông phải được coi là đảo và gồm các thực thể trong quần đảo Trường Sa vào một nhóm để vẽ đường cơ sở thẳng đối với khu vực này. Từ đó đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế EEZ và vùng thềm lục địa cho khu vực này. Trung Quốc cũng áp dụng đường cơ sở thẳng với quần đảo Hoàng Sa từ năm 1996. Giáo sư Carter nhận xét, Việt Nam ở và thế bắt buộc phải lên tiếng về vấn đề này nếu không muốn mất những đòi hỏi của mình. Việt Nam đang thu hút sự chú ý vào đòi hỏi về quyền chủ quyền lịch sử mà Trung Quốc đưa ra. Ngoài ra, theo phán quyết, Việt Nam cũng có một phương hướng tiếp cận thứ hai. Cụ thể, nếu bạn nhìn vào các thực thể ở Biển Đông và bạn cho con trẻ dùng thước vẽ một đường quay chúng lại và gọi đó là một nhóm, thì phán quyết của tòa không cho phép như vậy. Nhưng đó chính là điều Trung Quốc đang làm. Việt Nam đang ghi nhận một cách chính thức rằng những đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp theo luật quốc tế và do đó Ủy ban thềm lục địa của UN không thể chấp nhận đòi hỏi phi pháp của một quốc gia. Tuy nhiên, với cơ chế hoạt động của Ủy ban giới hạn thềm lục địa của UN, Ủy ban này không thể ra phán quyết đối với các đòi hỏi về chủ quyền của các nước khi vẫn có những phản đối chính thức từ các nước khác. Cụ thể, trong trường hợp này, Trung Quốc đã phản đối chính thức lên UN tất cả những đòi hỏi của các nước Malaysia, Việt Nam và Philippines, giáo sư Carter nói tiếp. Ủy ban thềm lục địa kéo dài không thể chấp thuận hay chối bỏ bất cứ những hồ sơ hay công hàm nộp lên của bất cứ quốc gia nào nếu họ nhận được phản đối từ một quốc gia khác. Trung Quốc đã chặn mọi đường bằng cách khước từ đòi hỏi của Malaysia và các nước khác. Ủy ban cũng không thể đưa ra phán quyết đối với các đòi hỏi liên quan đến các thực thể mặt đất.
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough mà Philippines cũng đòi hỏi chủ quyền và ủy ban không thể ra phán quyết về vấn đề này. Đây là một cuộc chiến pháp lý mà cần thiết phải tạo ra một quá trình các hồ sơ, giấy tờ liên quan. Và như chúng ta đã thấy là Việt Nam đã nhất quán trong việc khẳng định rằng họ có chủ quyền, đồng thời phản đối các đòi hỏi của Trung Quốc, hy vọng về sự đồng thuận chống Trung Quốc. Điểm đáng chú ý trong hồ sơ đề nghị công nhận về quyền chủ quyền của Malaysia lên UN, theo phân tích của giáo sư Kacheer, là việc dường như nước này đang khuyến khích các nước láng giềng cùng lên tiếng chống lại những đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này khiến cho Việt Nam phải có tiếng nói chính thức. Đòi hỏi của họ là không có thiên vị đối với một số vùng. Cho nên trong luật thì có thể hiểu là tôi đưa ra đòi hỏi như vậy không có nghĩa là tôi từ bỏ hay thừa nhận các đòi hỏi của chúng tôi hay của các nước khác. Như vậy bằng cách này, Malaysia đang khuyến khích các nước khác trong khu vực tham gia thảo luận để họ có thể có những đòi hỏi của mình đối với thềm lục địa mở rộng và đàm phán với nhau để tìm giải pháp. Trong đòi hỏi của Malaysia, họ nói rõ căn cứ theo phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, Trung Quốc không có cơ sở pháp lý nào đối với những gì họ đang làm. Cho nên vì vậy, Việt Nam phải làm theo và họ phải ghi nhận lập trường của mình, thu hút sự chú ý vào những hành động và đòi hỏi phi pháp của Trung Quốc. Những gì đang diễn ra cũng có thể là những bước chuẩn bị cho việc đàm phán bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc. COC được hy vọng sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý, giúp điều tiết xung đột có thể xảy ra giữa các bên liên quan đến vấn đề Biển Đông. Hiện các bên đã có lần đọc đầu tiên với bản thảo COC và theo dự kiến thì sẽ có khoảng 3 lần đọc như vậy trước khi các bên có thể đi đến kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, các nước vẫn chưa có một loạt các thống nhất trong một số các vấn đề, trong đó phạm vi địa lý được quy định trong COC được coi là khúc mắc lớn nhất. Việt Nam muốn đưa Hoàng Sa vào trong COC, trong khi Trung Quốc chỉ muốn bao gồm Trường Sa trong COC. Năm 2018, Trung Quốc đã đơn phương đưa ra kế hoạch sẽ hoàn tất COC với ASEAN trong khoảng thời gian 3 năm với 3 lần đọc. Bắc Kinh cũng một mực cho rằng lần gặp lần đây với các quan chức ASEAN ở Đà Lạt vào tháng 10 năm 2019 là lần đọc thứ hai, trong khi Hà Nội không đồng ý. Giáo sư Kacheer cho rằng Trung Quốc đang tìm cách ép việc hoàn tất COC bất chấp những phản đối của các nước khác. Trung Quốc có thể tìm cách ép đạt được một giải pháp sớm để bịt miệng các nước khác. Họ sẽ nói, xin lỗi quý vị, cửa đã đóng trong vấn đề COC, quý vị không thể thay đổi được gì nữa. Những gì mà chúng tôi đã chiếm đóng thuộc về chúng tôi là Trung Quốc, và quý vị đã từ bỏ đòi hỏi đối với chúng. Trung Quốc không muốn có các thảo luận này, và họ đòi hỏi chủ quyền với tất cả mọi thứ, đồng thời từ chối đàm phán. Chính vì vậy, hành động gần đây của Malaysia trước UN và những hành động tiếp theo của Việt Nam và Philippines, theo giáo sư Kacheer, có thể sẽ dẫn đến những thảo luận song phương hoặc thậm chí là ba bên về vấn đề COC trước khi các nước bước vào vòng đàm phán tiếp theo với Trung Quốc. Làm sao mà bạn có thể đi vào đàm phán COC với điều kiện đầu tiên là phải chấp nhận các đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc ở Trường Sa, trong khi Việt Nam chiếm đóng phần lớn các thực thể này, giáo sư Kacheer nói. Việt Nam lần đầu phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc, báo hiệu tiến trình pháp lý. Việt Nam vừa gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo nhận định của một chuyên gia với VOA, động thái này có thể là báo hiệu bước đầu cho một tiến trình pháp lý trong tương lai gần nếu như Hà Nội và Bắc Kinh không giải quyết được các tranh chấp trên bàn đàm phán đa phương. Công hàm do Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về vi phạm quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Công hàm của Việt Nam nói, vùng biển của các cấu trúc luân nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với Điều 121 của Công ước. Các nhóm đảo tại Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, không có đường cơ sở, được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Các bãi ngầm hoặc là cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắc, lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Công hàm của Việt Nam được gửi đi sau khi hai quốc gia trong khu vực là Philippines và Malaysia đã có cùng động thái tương tự. Bước rất quan trọng. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, có trụ sở ở Singapore, việc gửi công hàm chính thức lên Liên Hợp Quốc có thể xem là một bước rất quan trọng và cần thiết, mà Hà Nội thực hiện sau hàng chục năm các quốc gia láng giềng tiến hành hàng loạt các hoạt động làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.
Trước giờ Việt Nam gần như chưa bao giờ nói gì với Liên Hợp Quốc về chuyện này cả. Bởi vì hiển nhiên rằng Liên Hợp Quốc đã giao cho Việt Nam quản lý phần biển Đông này từ năm 1951, sau khi Nhật Bản và một số nước phải làm thủ tục từ bỏ tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định với VOA. Theo nhà nghiên cứu này, có thể coi việc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc là bước đầu cho một vụ kiện của Việt Nam ra quốc tế để chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông giải thích thêm, có thể hiểu được như vậy là bởi vì vào năm 2019, Đảng Cộng sản Việt Nam trong một hội nghị trung ương đã bàn và quyết định rằng trong trường hợp không thể xử lý được bằng biện pháp đàm phán với Trung Quốc thì sẽ phải tiến hành khởi kiện Trung Quốc. Công hàm của Việt Nam chỉ mới được công bố vào ngày 7 tháng 4, mặc dù đã được gửi đi từ ngày 30 tháng 3, tức là trước khi xảy ra sự kiện mới nhất là tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam vào ngày 2 tháng 4, khiến cho Hà Nội ngay lập tức lên tiếng và gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh. Trong khi phía Trung Quốc nói rằng tàu cá Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp và vụ chìm tàu chỉ là tai nạn không thể tránh khỏi. Vụ xung đột mới nhất cũng khiến cho Mỹ phải lên tiếng bênh vực Việt Nam và chỉ trích hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đối với an ninh trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh cả thế giới đang lao đao vì dịch bệnh COVID-19, vốn xuất phát từ Trung Quốc. Theo nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, việc Hà Nội công bố công hàm bằng phiên bản tiếng Việt sau khi xảy ra vụ đâm chìm tàu có thể là do áp lực từ công chúng. Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, nó xảy ra sau ngày 30 tháng 3, là ngày mà cơ quan đại diện thường trực của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc gửi thư phản đối cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Có lẽ vì lý do đó mà họ xem xét công bố thư này để cho người Việt Nam biết rằng họ đã có hành động như vậy, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói. Tiếp theo sẽ là gì? Dựa trên nội dung công hàm, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng có thể hướng đi pháp lý sắp tới của Hà Nội sẽ là đệ trình vụ kiện lên một cơ quan tài phán hoặc một tòa án của Liên Hợp Quốc để chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, tương tự như Philippines đã thực hiện và giành phần thắng vào năm 2016. Tuy nhiên, trước khi dẫn đến bước đi cuối cùng này, có thể Hà Nội sẽ thực hiện một số bước trước đó. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, tiếp theo đây thì Việt Nam sẽ gặp phía Trung Quốc để bàn xem có thể xử lý trên bàn đàm phán được không. Không phải song phương mà là đa phương. Thứ hai là Việt Nam phải tổ chức cho ASEAN đàm phán với Trung Quốc về COC, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Vì năm nay Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN, nên việc đó phải tiếp tục cho đến tháng 11. Nếu cuộc họp của ASEAN về COC không thể thực hiện được vào tháng 7 vì lý do COVID-19, thì theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, có thể khối các quốc gia Đông Nam Á sẽ tiến hành họp trực tuyến hoặc là hoãn lại. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có quyết định gì về việc này. Vẫn theo nhà nghiên cứu này, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực vào năm 2016 đối với vụ kiện của Philippines đã bác bỏ đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình trên Biển Đông. Và phán quyết này không chỉ dành cho Manila, mà đó là một phán quyết phổ quát. Nhưng Việt Nam hồi đó lấp lửng, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói. Theo ông, đây chính là lúc mà Việt Nam cần nói rõ và có bước đi quyết định trong bối cảnh Trung Quốc đã làm thay đổi hiện trạng quá nhiều ở Biển Đông theo hướng quân sự hóa để chuẩn bị cho chiến tranh.